cá ô nướng Quyên. Đây là đường Nguyễn Hữu Thọ ở phường 9. Đây là bán từ mấy giờ cô? Bán giờ rủ bắt đầu không bán. À 8 rưỡi hả? Ngày mình bán khoảng mấy con nhỉ? Bán nó 3 con sống này. Em bán nó 3 con sống này. Chù, cái hồ này to quá ha. Bé con to không đi? À bé con to nha con. Dạ, à bé con bự đi. Được cho nó bé con bự. Lấy cái gì nó lượng nó biết hơi mặn cho đó. Đây ạ. Lượng cho đừng lấy, nó nước cũng đây. Bao nhiêu con nhờ? 30. 30 ngàn con. Cái hồ này lớn mà. À con bự con không ạ. Dạ 25. Dạ con bán bự. Mình nhét thành cho nó thơm hơn. Nhét thành cho nó thơm hơn. Con đưa chờ mà nhanh chờ mà về nó sau chờ lấy cho con bả bì cho con bả lá gói là bả bì hấp dẫn quá ha. Hả? Đây đây hết một cái ô mà đây cái nó hết đi hết hàng nó chở nó để dành cho à để dành hả. Cái không ăn muối cá ươm mà cái ăn muối đâu là cái cục. Con cãi cho mẹ trong đường con nên. Nói vậy luôn. Xưa ông dân đây non đâu. Ừ. Cá không ăn muối cá ươm mà con cãi cho mẹ trong đường con nên. Dạ. Giờ học hay sao vậy? Chắc giờ ông đưa vợ ông học. Học gì nấu? Chắc nấu. Quan trọng cái gia vị chứ còn nướng quen, ai nướng cũng được. Quan trọng gia vị ngon hay dở hả em? Dạ. Thì quảng cáo vô bà chủ. Ừ. Trời. Đây là cô gì đây? Cô gì đây? Cô thể cô Văn. Rồi đó đó. Cáo cô Văn. Tại chợ trên đường Nguyễn Hữu Thọ này. Vậy vậy là mua chưa nướng nè. Chưa nướng là giá sao? Cũng vậy hả? À, mình có thể mua cá ướp sẵn về nhà nướng. À, nướng lúc nào cũng được. Cái này gì mình cấp đông mình nướng được không? Từ từ mình nướng được. Giờ để ngăn mát á, tôi làm ngăn mát á. Đây kèm theo hả? Mắm gì đây vậy? Mắm vừa cá, mắm cá ồ luôn. Đồ có cả cà pháo, không phải cà. Dưa, rau sống. Rau sống cầm theo luôn. Đây nè, má nào mà nhậu có sẵn màu luôn. Chưa tới mua mớ gì cầm nó. Mới mua về đây. Ăn với bánh tráng cuốn rau sống và cá ô. Mấy vậy đó, người mới gấp một cuốn à.
lâu lâu cả nhà không ăn cơm mà ăn bánh tráng cuốn cái ồ nướng. Có gạo ăn. Cố kêu là hết gạo nhà nghèo. Ồ, thơm quá ha. Ồ nướng này bạn. Rất là đậm đà. Bánh tráng cái ồ đậu sống với mắm cá ô này.